Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi chiều ngày 5 tháng 4 năm 2024, chiều hôm nay thì có hai sản phẩm lên đường. Một này, hai này. Trong này là Mỹ Đài Sony có model CFSB5SCMK2. Mỹ Đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, đó là 650.000 đồng. Trân trọng gửi tới sư phụ U70 ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đây là mã số của đơn hàng và nhà cung cấp là K1861. Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay, cứ bọn đóng vào cái thùng xốp mới như này nhé, không loam roam. Còn đây là băng cassette, địa chỉ tới quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Trân trọng cảm ơn ngài Thượng Đế ở thành phố Hoa Phượng Đỏ. Bây giờ mình dừng video ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn, thân ái chào tạm biệt.